Chào mừng các bạn đến với vlog du lịch Phiêu Cùng Quang. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một điệu múa truyền thống của người Campuchia. Điệu múa này mang tên là Apsara. Điệu múa Apsara mang linh hồn của đất nước Campuchia, thể hiện khát khao một cuộc sống thịnh vượng, vẻ đẹp thiên nhiên và vẻ đẹp của người dân Campuchia. Ban đầu thì điệu múa Apsara tại Campuchia có xuất xứ từ Hindu giáo, nhưng đến thế kỷ thứ 13 thì điệu múa này có đôi chút khác đi, vì người ta lấy cảm hứng từ những nghệ thuật điêu khắc tinh xảo của Angkor và nghệ thuật chạm khắc Apsara tại những đền tháp của người Khmer. Vì lẽ đó mà điệu Apsara ngày nay mang đậm chất Khmer hơn là cái nguyên bản ban đầu. Đến thế kỷ thứ 15, Apsara gần như không còn tồn tại hoặc tồn tại rất mờ nhạt khi nền văn minh Angkor bị lụi tàn. Nhưng sau đó, cuối những năm 40 của thế kỷ thứ 20, nhờ những cái chính sách của hoàng hậu Sisowat Kosamat mà Apsara lại được phát triển thịnh vượng trở lại. Các bạn đang xem những vũ công biểu diễn điệu múa truyền thống Apsara tại một trong những sòng bạc lớn nhất tại Campuchia, sòng bạc Naga. Khi múa Apsara, người ta đòi hỏi những động tác múa phải thật chậm rãi nhưng phải vô cùng tinh tế thì mới toát lên được hết vẻ đẹp của người múa cũng như những nét độc đáo của điệu múa nghệ thuật này. Ngày nay, các điệu múa tiên nữ Apsara được biểu diễn trên sân khấu hiện đại, đa phần được cắt ngắn đi, động tác thì thoải mái và phóng khoáng hơn nhiều. Theo truyền thuyết của Hindu giáo, điệu múa này là vũ điệu đắm say, được các nàng tiên xinh đẹp múa cho các vị thần, với những động tác chậm rãi nhưng lại rất dịu dàng, thanh thoát, duyên dáng. Những nàng tiên Apsara thường là vợ của các nhạc công ở tiên giới, có nhiệm vụ múa và hát cho các vị thần. Họ cũng là các tiên nữ hậu hạ cho vị thần Indra, là vua của các vị thần Ấn Độ. Như các bạn cũng thấy thì các vũ công của điệu múa Apsara có trang phục tương đối cầu kỳ, đặc biệt là phần nón khá nặng. Tuy trang phục rất cầu kỳ như vậy, nhưng khi múa thì các vũ công sẽ không đi dép hoặc giày, mà họ sẽ để chân không.